Xin chào mọi người đang xem kênh Sùn Sơn TV. Hôm nay mẹ của Tiên sẽ làm món canh thịt heo nấu cay cho mọi người xem nha. Mình nấu kiểu mà xem xếp với lại tương ớt á mọi người. Tiếng Hàn gọi là chike, là kiểu canh mà nó xem xếp nước nó sạch sệt á. Nè, một món canh mà sử dụng rất là nhiều tương ớt luôn. Đây là thịt heo mình đã chuẩn bị ngày hôm nay. Mình sẽ sắc ra thành từng miếng nhỏ, giống như là mình nấu canh hoặc là kho bên Việt Nam vậy đó. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu tương ớt và bột ớt nha mọi người, và một chút dầu mè, và đây là đậu tương nha mọi người. Đó, đậu tương chút xíu thôi, sau đó mình sẽ xào lên cho nó săn lại nha. Ở bên Việt Nam thì mọi người có thể mua thành trang ở trong siêu thị Lotte hoặc là Imatter. Lotte, Imatter, hoặc là Imatter, Pháp này. Thì sao mất xịt xèo, mọi người có thể mua ở đó nha. Sau khi thịt đã săn lại, mình sẽ cho vào đây khoảng một thao nước nhỏ nha. Mọi người can cho nó xem xét thôi, đừng có nhiều quá, lỏng bỏng quá cũng không ngon nha mọi người. Tại vì cái món canh này là dạng như chike, là món canh xem xét. Mẹ của Tiên đi nhổ vài cây hành. Mảnh đất này là chuẩn bị trồng rồ Việt Nam á mọi người. Ngò gai, ngò gí, rau thơm, bắp cải, đậu que, đậu đũa đồ. Xà lách. Con mèo này nó mập mà nó thích trèo leo. Đã cái thân mình không được nhẹ nhàng rồi mà còn ham đú nữa. Nhau. Nhau. Nhá, con mèo sau cánh hoa anh đào hả? Mọi người biết làm sao mà nó trèo lên đây không? Tại vì bây giờ đang là buổi trưa á, trời nắng á, cho nên nó ngồi trên bờ rào nó mát. Nó khôn lắm chứ không phải nó ngu đâu. Cái thân á là con heo thôi, chứ cái não nó là con mèo. Mẹ của Tiên rửa hành sẵn túi bông luôn. Ở đây là khoảng tầm một tháng nữa là sẽ có nhiều bông nở lắm á, tại vì mùa xuân tới á. Bây giờ nó bắt đầu nhú nhú lên trên mặt đất. Chỗ này cũng sẽ trồng rau Việt Nam mình, làm vàng thả đậu que, đậu đũa rồi ha. Mẹ đang xắt hành ba rô á mọi người, để chuẩn bị bỏ vô cái nồi canh của mình. Hành ba rô là mình bỏ ở bước cuối cùng nha. Và bột củ hành tây. Hành tây bây giờ bên hàng bắt đầu vô mùa rồi, rất là to luôn. Sắp tới là Tiên sẽ lên rẫy nhổ hành với ba. Hành với lại củ tỏi á mọi người. Và một ít nấm đông cô nữa nha mọi người. Rồi, nước sôi mình sẽ bỏ vào đây một chút xíu gừng xay nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nêm nếm và thêm gia vị bước cuối cùng. Sắp ngon rồi đó. Một vài hạt tiêu đen. Một chút xíu nước mắm.
Không. Bây giờ mình sẽ bỏ giá đậu nành vô. Ở bên Hàn Quốc người ta ăn giá đậu nành nhiều hơn giá đậu xanh mọi người. Và mình sẽ bỏ hành củ vô luôn. Tại vì giá đậu nành mà nó chín gục quá ăn không ngon á, cho nên mình bỏ vô một lượt luôn để cho nó vừa chín tới. Nấm trong cô. Hành ba rô. Và tỏi luôn. Đó. Món này là thêm nhiều hành càng ngon càng tốt. Ở bên Hàn Quốc người ta ăn hành, ăn tỏi, ăn gừng rồi đó mọi người, rất là nhiều. Và tàu hũ trắng. Ủa, chứ làm gì có tàu hũ đen trời. Mình nói mà mình tự thấy mình dư hơi luôn á. Mình sẽ đậy nắp lại và đợi khoảng 15 giây nha mọi người. Bây giờ mà mọi người ăn với lại hai mẹ con của chị Sơn nha. Chính là mọi người ơi, ngon quá. Chị Mì Chinh khen ngon quá. Món của mẹ nấu mà làm sao mà chê được. Bữa nay Tiên ăn cơm no rồi mọi người, cho nên là không có thèm. Mặc dù thấy nó ngon đó nhưng mà không có thèm. Mới làm một nồi canh đậu tương chà bá vậy này. Bá chê hơi mặn. Hôm nay hơi mặn. Nhưng mà tại vì chị Mì Chinh bá ăn lạc á mọi người, cho nên bá thấy hơi mặn, chứ gặp Tiên ăn là thấy ngon bình thường. Bá nói ăn lạc lạc mới sống lâu được. Cái mẹ mình nói mình ăn lạc rồi mày sống lâu đi. Hết, hết đường để nói. Mẹ mình nói á, con dâu nó nói nó sống tới 100 tuổi là mà nó kêu tao sống 80 tuổi thôi. Chị Mì Chinh hỏi rồi mẹ sống tới 100 tuổi không được hả? Bà nói để bà ngồi bà sống tới ngày mình 100 tuổi chắc bà cỡ 100 mấy rồi ạ. Chắc mọc nanh luôn á mọi người. Trời nghĩ sao vậy? Bà nói chắc là không sống tới 100 tuổi luôn. Mình phải chết trước bà. Ai cũng mong sống tới 100 tuổi chứ, còn mình bà không mong sống tới 100 tuổi. Nghĩ sao vậy? Bà hơn mình 20, 15 tuổi, 10 tuổi, bà kêu mình chết chung đi. Nghĩ sao vậy? Nãy y ship nhân có mô tả y ship nhân tôi xá ra là mình phải sống hơn nhiều hơn bà 20 năm. Ừ. Khi nào sống dài quá tới mấy đứa cháu nữa trời bà. Chừng nào bà chết. Sống
sống là tới cả trăm tuổi mà mọc nanh luôn, chưa chết đó mà con cháu nó hỏi chừng nào chết. Vậy quá là nghe nói ớn, nghe nó mà ớn ốc luôn mọi người, giống như mấy cái chuyện mà bên Việt Nam mình đó. Nghe. Mẹ chồng mày nói mày phải thay đổi suy nghĩ đi. Nói đùa vậy thôi chứ sống được nhiều sống, miễn mình khỏe mạnh là được rồi, đừng nằm liệt một chỗ thôi. Nằm liệt một chỗ là tội nghiệp con cháu lắm, nó hỏi hầu hạ mình. Mẹ mình nói cái tao mà nằm liệt giường mấy đứa mày nó tống vô tiền gì viện dưỡng lão. Cái chị Mì Chin nói không có đâu mẹ, để con lo cho mẹ. Chị ta đi bô cha, để đợi thử coi nha, đợi thử coi bà có lo cho mẹ bà đàng hoàng không nha. Hay hay là đẩy quan dâu nữa. Để coi tới ngày mẹ mình nằm cái đứa nào con dâu hay là con gái nó kêu vô viện dưỡng lão trước. Bà nói tới ngày đó bà bỏ đi, tụi mày tự giải quyết đi. Nã nữ salam duri salami của heo quá chưa, tôi bao xin salami. Mình không cần gửi gì những lão nhưng mà mình kêu người lại phục vụ chứ được rồi mẹ, đâu có sao đâu mọi người. Dù như là ẩm bô đê tù mồ hà rù xích cơ chú đà báp chú đà gửi sá đám xích xám bông thế. Mình thuê người lại làm. Thôi tối tối mà ít xin nhận tiền, giờ có tiền là được hết mọi người, chỉ sợ không có tiền thôi á. Từ ngày mà bà đi tập thể dục thể hình đó mọi người, bà đã nhịn rượu một tháng rồi chưa uống rượu. Mẹ mình hỏi giờ tao cho mày ly rượu nha. 5kg Mình là mình không có biết thèm rượu bia là gì luôn á mọi người. Mình chỉ thèm ăn ớt thôi. Sốt chua hết trên này rồi. Bà nói bà đâu có phải uống rượu đâu, hai uống rượu gần chết rồi bà còn nói. Bà nói mọi người phải nhìn lại cái mặt của mình lúc này nè. Ừ. Mặt cái mặt hung dữ mà cái mặt gắt cái rồi. Tiếc quá không quay được cảnh này á, quay được cái mặt mà khó ở của mình. Chùa ngại quá. Ừ, bà nói không có phái đâu. Chùa ngại in đề, mùi đó. Không có phái mà. Thích thôi. Sợ thích thôi mọi người. Ví dụ như khi mình buồn buồn á mọi người, hoặc là mình bị stress rồi á, mình làm chai, mình làm lon bia xả stress cho bớt buồn vậy đó. Còn chị Mì Chi nói khi vui mình cũng phải uống nữa, khi buồn mình cũng phải uống. Khi vui mình phải uống thì nó mới không có bị sanh bệnh đó. Khi buồn cũng uống, khi vui cũng uống, là uống hoài mỗi ngày 24/7 luôn. Ê lộn, 24/7. Nói như bả là ngày nào cũng uống. Bởi vậy tại sao mọi người coi phim Hàn á là người ta hay uống rượu á, phụ nữ hay tụ tập với nhau ngồi trong mấy cái quán liều liều á mọi người uống á. Mặc dù phụ nữ Hàn Quốc uống rượu như vậy nhưng mà họ khi mà lấy chồng rồi làm nội trợ chăm lo cho con cái cũng rất là đỉnh nha mọi người. Hôm nay nước canh rất là ngon luôn, ngọt từ hành, đậu nành, giá đậu nành và thịt và cây cây từ tương ớt.
Rồi, hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của kênh chị Sơn nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment để ủng hộ cho kênh. Tạm biệt mọi người, bye bye. Tạm biệt.